Em tên Mai Kim Say, em ở Tây Ninh. Răng của em thì không có đều màu với vị thưa, với vị cũng bị hư, cũng ảnh hưởng tới việc tự ti, cũng không dám cười nhiều. Em làm 20 răng, khi mà làm răng rồi thì răng em giờ đều và trắng, đấy là tự tin và thích cười hơn. Trong quá trình làm thì cũng có hơi ê nhưng mà cũng ít, cũng có thể chịu đựng được, không sao. Ấn tượng đầu tiên của em thì nhân viên thì ân cần, lịch sự, và nha khoa thì sạch sẽ. Bác sĩ, y tá, nhân viên em rất hài lòng.